Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Với chủ đề Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên 2019, tối qua 13 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành thành phố Tuyên Quang đã diễn ra đêm hội Thành Tuyên với sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh, du khách trong nước và quốc tế. Trưng bày giới thiệu ẩm thực sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và ngày hội Habeco năm 2019. Với gần 8.800 ha hiện có, cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ trồng chè. Trong phần tin quốc tế, ngày 13 tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 3 nhóm tin tặc mà nước này cho là được Triều Tiên bảo trợ. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore xác nhận có 3 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở nước này trong năm nay. Tối qua 13 tháng 9, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang đã diễn ra đêm hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên 2019. Tham dự có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chuyên trách, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban bộ ngành Trung ương. Tham dự còn có đại biểu đại sứ quán các nước Cộng hòa Séc, Cộng hòa Italia, lãnh đạo tỉnh Siêng Khoảng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại diện một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài có quan hệ hợp tác với Tuyên Quang, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Sơn La và Đắk Nông. Đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí Chầu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh, du khách trong nước và quốc tế. Tại đêm hội, nhiều phần quà ý nghĩa được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó và các em thiếu nhi đạt thành tích học tập tốt, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm học vừa qua. Qua đó nhằm động viên các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thi đua học tập, rèn luyện để trở thành những tấm gương tiêu biểu, điển hình của tinh thần vượt khó là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Được chờ đón nhất là phần diễn diễu của các mô hình đèn trung thu khổng lồ, một nét đặc trưng của hoạt động lễ hội dịp trung thu hàng năm tại thành phố Tuyên Quang, gắn với trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do đoàn nghệ thuật các tỉnh biểu diễn. Những mô hình đèn trung thu với nhiều chủ đề đã thực sự để lại những ấn tượng sâu sắc với người dân và du khách. Không đơn thuần là các mô hình đèn trung thu, mà đây thực sự là những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ sự tài hoa khéo léo của người dân thành phố Tuyên Quang. Mỗi mô hình đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, đó là tình yêu thiên nhiên, cuộc sống, trân trọng những giá trị lịch sử và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Qua đó thể hiện tình yêu thương của người lớn dành cho con trẻ, giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, để cho thế hệ hôm nay được thừa hưởng trọn vẹn các giá trị vô giá về tinh thần của cha ông truyền lại. Trung thu với những mô hình đèn trung thu khổng lồ, đa dạng màu sắc, hòa trong tiếng nhạc rộn ràng, mãi là những ký ức không thể nào quên đối với mỗi thiếu nhi Tuyên Quang. Đêm hội Thành Tuyên được tổ chức vào dịp trung thu đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài nước, là dịp để Tuyên Quang tuyên truyền giới thiệu quảng bá về truyền thống văn hóa lịch sử, tiềm năng du lịch, quảng bá hình ảnh đất và người Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến, tới bạn bè trong nước và quốc tế. Việc tổ chức đêm hội Thành Tuyên đã khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang trong công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chương trình đêm hội Thành Tuyên, một nét văn hóa độc đáo của tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra.
Ngoài ý nghĩa là một lễ hội văn hóa, thì đây còn là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Tuyên Quang và du khách mỗi dịp Tết Trung Thu. Trên 60 mô hình đèn khổng lồ, độc đáo, đẹp mắt tại chương trình Đêm hội Thành Tuyên là những món quà ấn tượng của các bậc phụ huynh và nhân dân thành phố Tuyên Quang dành cho con em mình khi mùa Trung Thu về. Đối với mỗi em thiếu nhi, mỗi một mùa lễ hội sẽ là những ngày vui còn đọng nguyên trong ký ức đến mãi sau này. Đây là một món quà rất lớn của mọi người đối với thiếu nhi Tuyên Quang. Xuống đến thành phố thì gọi là chưa thấy bao giờ ạ. Về cảm xúc của em khi đến đây là rất là ngạc nhiên vì Trung Thu ở đây rất lớn, ngoài sức tưởng tượng. Âm nhạc, ánh sáng, những mô hình đèn khổng lồ cùng bầu không khí háo hức rộn ràng đã tạo nên một đêm hội Thành Tuyên náo nhiệt, thu hút sự theo dõi, đón chào và chiêm ngưỡng của hàng vạn du khách. Lần thứ hai lên đây nhưng mà cảm giác không khí rất là đông vui, mô hình rất là tuyệt vời. Nhưng mà người dân khắp nơi đổ về đây rất là cảm giác tạo một không khí, mình cảm thấy tuyệt vời lắm. Bên cạnh việc đem lại không gian văn hóa đặc sắc đến với mỗi người dân và du khách, đêm hội Thành Tuyên cũng là dịp để tỉnh Tuyên Quang quảng bá du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế về mảnh đất con người Tuyên Quang. Ngày 13 tháng 9, Ban tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Thành Tuyên năm 2019 phối hợp với Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội tổ chức trưng bày giới thiệu ẩm thực sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và ngày hội Habeco năm 2019. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bua Sòn Sì Nuân Thong, Phó Bí thư, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, trưng bày giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và ngày hội Habeco năm 2019 là hoạt động ý nghĩa thiết thực trong khuôn khổ liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội Thành Tuyên năm 2019. Mỗi du khách được hòa mình vào không khí lễ hội, được thưởng thức những món ăn đặc sản và hương vị bia Hà Nội, tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm trên quê hương Tuyên Quang giàu lòng mến khách. Hoạt động trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và ngày hội Habeco năm 2019 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019. Ban tổ chức đã đặt các gian hàng trưng bày, giới thiệu ẩm thực, đặc sản tiêu biểu của 7 huyện, thành phố và các doanh nghiệp, nhà hàng của tỉnh trên đại lộ Tân Trào tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh. Thông qua chương trình nhằm giới thiệu đến đông đảo du khách những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực và các đặc sản tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời đây cũng là dịp để Habeco tri ân, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm của mình tới đông đảo du khách. Sáng nay 14 tháng 9, Hội đồng đội tỉnh phối hợp với Hội đồng đội huyện Chiêm Hóa đã tổ chức khánh thành ngôi nhà khăn quàng đỏ cho gia đình em Hà Đức Hiển, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa. Gia đình em Hà Đức Hiển thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ mất khi sinh em thứ hai được một tháng. Ba bố con sinh sống ở ngôi nhà tạm. Ngôi nhà khăn quàng đỏ được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2019 đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, với sự hỗ trợ của Hội đồng đội tỉnh Tuyên Quang và Hội đồng đội huyện Chiêm Hóa. Công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc động viên giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống và nỗ lực học tập để trở thành con ngoan trò giỏi. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Với gần 8.800 ha hiện có, cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ trồng chè. Huyện Yên Sơn huy động các nguồn lực xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo. Từ năm 2015 đến nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Yên Sơn đã hỗ trợ gần 100 hộ nghèo xây dựng nhà với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Với gần 8.800 ha hiện có, cây chè đang thực sự là cây trồng mũi nhọn của nhiều địa phương trong tỉnh, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho hàng nghìn hộ trồng chè. Những năm qua, nhờ việc chủ động thay đổi, lựa chọn cây giống phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, năng suất chất lượng chè của Tuyên Quang đã ngày càng nâng lên. Sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế Rainforest tại Công ty Cổ phần Chè Mỹ Lâm. Sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP tại Hàm Yên, Sơn Dương. Tất cả những điều đó đã và đang góp phần giúp sản phẩm chè Tuyên Quang vươn xa hơn tới các tỉnh thành phía Nam và thị trường xuất khẩu tại các nước Trung, Tây Á và EU. Đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng được hơn 800 ha chè được cấp giấy chứng nhận an toàn.
có 12 sản phẩm chè đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có tem truy xuất nguồn gốc. Tuyên Quang cũng đã có những thương hiệu chè nổi tiếng như chè Bát Tiên Mỹ Bằng, chè đặc sản Vĩnh Tân, chè San Tuyết Na Hàng. Chúng tôi đang phối hợp với công ty chè Mỹ Lâm để thành lập như là những tổ sản xuất để liên kết sản xuất chè đảm bảo theo cái tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp tục nhân rộng một số cái mô hình phát triển sản xuất chè như dùng biện pháp tưới ẩm và các canh tác bằng các biện pháp sinh học để làm sao mà cho cái sản phẩm năng suất cao nhất cũng như sản phẩm tốt nhất. Xác định phát triển cây chè là một trong 5 cây trồng chủ lực của tỉnh. 5 năm trở lại đây, ngành chè Tuyên Quang đã có sự thay đổi rõ rệt, diện tích tăng gần 400 ha so với năm 2013. Giá trị sản xuất chè chiếm 7,6% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của tỉnh. Trong cơ cấu giống chè cũng có sự thay đổi. Chè chất lượng, năng suất cao được đưa vào trồng thay thế cho các giống chè trung du trước đây. Ngoài ra, các giống chè đặc sản được các doanh nghiệp, người dân đưa vào trồng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện nay, diện tích chè đặc sản đạt gần 300 ha, bao gồm các giống chè như Phúc Vân Tiên, Bát Tiên, Kim Tuyên, Ngọc Thúy. Để nâng cao chất lượng chè, thì chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến chè, đảm bảo nghiêm, đúng quy trình sản xuất, đúng đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chè. Đồng thời nữa là tăng cường công tác kiểm tra giám sát và lấy mẫu các sản phẩm chè để kiểm tra các dư lượng, các quy định về chất lượng sản phẩm chè. Thực hiện tái cơ cấu ngành chè theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu, chú trọng quy trình sản xuất sạch. Đến nay toàn tỉnh có 45 ha chè được chứng nhận Việt Gáp, hơn 800 ha chè nguyên liệu của công ty cổ phần chè Mỹ Lâm và công ty cổ phần chè Tân Trào sản xuất theo tiêu chuẩn Rainforest. Không chỉ tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp phát triển kinh doanh chế biến chè, còn góp phần quan trọng vào việc tạo sản phẩm hàng hóa, tạo việc làm cho người dân. Cây cam là một trong 5 cây trồng chủ lực phát triển nông nghiệp hàng hóa của tỉnh. Trong những năm qua, nhiều giải pháp khoa học công nghệ đã được áp dụng trong quy trình canh tác vùng sản xuất hàng hóa cam sành Hàm Yên. Trong đó, quy trình Việt Gáp được áp dụng trong nhiều năm trở lại đây đã khẳng định rõ hiệu quả thiết thực, nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng cam. Ở tổ dân phố Đồng Bàng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, nhiều năm nay người dân đã áp dụng quy trình sản xuất cam Việt Gáp trong canh tác cam sành. Gia đình anh Thương là một trong những hộ đầu tiên tham gia quy trình sản xuất cam Việt Gáp tại đây. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, điều quan trọng nhất là năng suất sản lượng cam sản xuất theo quy trình Việt Gáp tăng lên khoảng 30%. Làm theo chương trình Việt Gáp này thì nói chung là cây cam nó được bền vững hơn. Nói chung là năng suất của cây cam thì nó được tăng hiệu quả lên là cứ mỗi năm thì tăng thu nhập lên khoảng 20-30%. Làm theo Việt Gáp thì là cây cam mình nó được bảo vệ, nó an toàn, nói chung mình bón phân rồi chăm sóc quy trình thuốc bảo vệ thực vật mình làm theo đúng quy trình của cái Việt Gáp đề ra. Thực hiện trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, người dân thực hiện giảm phân vô cơ, tăng cường bón phân hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chế phẩm sinh học trong chăm bón và phòng trừ dịch hại nên cây cam khỏe mạnh, cho quả đều, chất lượng quả ngon. Tỷ lệ quả loại A đạt trên 50%. Cam sản xuất với quy trình Việt Gáp vỏ thường dày hơn, độ ngọt cao, sau thu hoạch để được lâu hơn. Nhờ đó, nhiều năm qua, cam Việt Gáp ở Hàm Yên đã có mặt ở khắp các hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi đã phối hợp với Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn bà con nhân dân sản xuất cam theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng và được bà con nhân dân sử dụng cái sản phẩm sạch, an toàn. Cam sành Hàm Yên sản xuất theo quy trình Việt Gáp đã và đang nhận được sự quan tâm đón nhận của người tiêu dùng trong nước. Với hàng trăm hecta sản xuất theo quy trình Việt Gáp hiện có, người nông dân trồng cam huyện Hàm Yên hướng tới tiếp tục quy trình trồng cam theo tiêu chuẩn hữu cơ để sản phẩm cam sành Hàm Yên vươn xa hơn nữa tới thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, huyện Yên Sơn đã tích cực xúc tiến thương mại, liên kết hộ dân với doanh nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong đó, mô hình liên kết chăn nuôi trâu vỗ béo sinh học dù mới được triển khai nhưng đã cho thấy hiệu quả thiết thực, đem lại nguồn lợi cao cho người chăn nuôi. Ông Phạm Sĩ Hùng, thôn 3, xã Thái Bình là một trong những hộ tham gia mô hình liên kết chăn nuôi trâu vỗ béo sinh học. Theo đó, ông được cung cấp 2 con trâu từ hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành. Sau 3 tháng thực hiện chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật,
cho thu lãi 13 triệu đồng sau khi trừ chi phí thức ăn chăn nuôi. Gia đình tôi thì cảm thấy là thứ nhất là thời gian là nó có 3 tháng là nó rất là nhanh. Đấy là nó về kinh tế thì nó cũng gọi là lãi suất là nó hơn chăn nuôi lợn với là gia cầm. Và gia đình tôi cũng tới đây thì tôi cũng xin đăng ký với dự án là cũng lại đăng ký tiếp tục là chăn nuôi thả trâu vỗ béo. Tại huyện Yên Sơn, mô hình liên kết chăn nuôi trâu vỗ béo sinh học được thực hiện ở hai xã Kim Quan và Thái Bình với 10 hộ dân tham gia chăn nuôi 25 con trâu. Theo hợp đồng thỏa thuận, việc nuôi trâu vỗ béo liên kết giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành và các hộ gia đình có sự giám sát của các cơ quan chức năng huyện Yên Sơn. Các hộ dân được nhận con giống, thức ăn chăn nuôi và được cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đồng thời, mỗi gia đình đều được cán bộ kỹ thuật trực tiếp theo dõi, hướng dẫn phương pháp xây dựng chuồng trại, trồng cỏ và cách chăm sóc vật nuôi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Sau 3 tháng triển khai thực hiện, đến nay đàn trâu được bàn giao lại cho doanh nghiệp phát triển tốt, trọng lượng bình quân tăng từ 70 đến 100 kg trên con, thu lãi từ 5 đến 8 triệu đồng trên con. Chúng tôi đã cử trực tiếp cán bộ có chuyên môn về chăn nuôi để hướng dẫn người dân cầm tay chỉ việc. Thì qua cái cân và cái bán này thì thấy rằng là thứ nhất là người dân nắm được kỹ thuật để chăm sóc trâu vỗ béo. Cái thứ hai nữa là cái thu nhập là đối với người dân là rất phù hợp cũng như cái điều kiện người dân là rất đảm bảo. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp để tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban huyện là tiếp tục cử cán bộ hướng dẫn người dân và nhân rộng mô hình này ra hơn nữa để làm sao đối với người dân của hai xã Kim Quan và Thái Bình sẽ thu nhập cao cũng như là tiến tới là xã nông thôn kiểu mẫu cũng như là nông thôn nâng cao. Việc triển khai mô hình nuôi trâu vỗ béo liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho người nông dân yên tâm chăn nuôi, tạo đầu ra ổn định. Đây sẽ là hướng đi mà huyện Yên Sơn tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới nhằm định hướng người dân thay đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập, nhất là đối với các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới. Xóa nhà tạm, nhà dột nát là việc làm thiết thực, hỗ trợ hộ nghèo có nhà ở kiên cố để vươn lên ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, các cấp ủy chính quyền trên địa bàn huyện Yên Sơn đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Vừa qua, gia đình anh Đặng Văn Tuyên, thôn 9, xã Thái Bình được nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo. Được anh em dòng họ giúp đỡ thêm, gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, yên tâm phát triển kinh tế. Được nhà nước hỗ trợ và động viên cho 30 triệu để làm nhà. Thì mình đã cố gắng để làm cái nhà để xóa nhà tạm. Nhà nước cũng hỗ trợ gia đình tôi là 2 con bò để chăn nuôi, để sinh sản, để thoát nghèo. Huyện Yên Sơn đã chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, thống kê những hộ nghèo có nhà cần được sửa chữa hoặc cần xây dựng mới để có kế hoạch ưu tiên hỗ trợ. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình giảm nghèo, huyện Yên Sơn đã huy động các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ người dân xóa nhà tạm. Từ năm 2015 đến nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Yên Sơn đã hỗ trợ gần 100 hộ nghèo xây dựng nhà với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang từ nguồn Quỹ vì người nghèo đã giúp cho nhiều hộ nghèo thoát khỏi cảnh phải sống trong những ngôi nhà đã xuống cấp, lo lắng khi trời mưa bão. Khi có cái sự hỗ trợ của các cấp thì đối với các gia đình của xã Thái Bình trong cái diện là xóa hộ nhà tạm thì cũng đã rất cố gắng nỗ lực trong gia đình cũng như là anh em cũng đã hỗ trợ để xây dựng cái nhà. Vì khi xây dựng hoàn thiện cái nhà thì đối với lại các hộ gia đình cũng yên tâm về cái chỗ ở. Cái thứ hai nữa là cũng có cái để tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các cháu ăn học cũng như là cái cơ sở để phát triển kinh tế. Thông qua hỗ trợ này thì các hộ có nhà tạm tổn nát mà là hộ nghèo cận nghèo đã cơ bản là xây dựng được nhà ở kiên cố, đảm bảo các tiêu chí về nhà ở dân cư trên địa bàn của huyện Sơn, nhất là các xã xây dựng thôn mới của huyện. Hàng năm, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo luôn được huyện Yên Sơn quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó nhằm tạo cho hộ nghèo có động lực vươn lên trong cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 22 năm gắn bó với mái trường, cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Hằng, trường tiểu học Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn, được biết đến là người giáo viên tận tụy, tâm huyết với sự nghiệp chồng người. Năm 2018, cô giáo Hằng là một trong hai giáo viên của tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen giáo viên tiêu biểu toàn quốc.
tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang năm 1997, cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Hằng về công tác ở trường tiểu học Mỹ Lâm. Mỗi giờ lên lớp, cô giáo Hằng luôn cố gắng tìm ra những hình thức dạy học phù hợp, giúp cho các em học và nhớ nội dung bài tốt hơn, từ đó tạo hứng thú say mê học tập cho các em học sinh. Khi còn nhỏ thì tôi mơ ước được trở thành giáo viên và niềm mơ ước đó đã trở thành sự thật. Với sự nỗ lực của bản thân thì tôi đã tự học, tự sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, áp dụng những cái công nghệ thông tin và dạy học để giúp các em nắm được những kiến thức một cách dễ dàng. Là tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 4 của trường, cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Hằng luôn ý thức được trách nhiệm của mình, nghiêm túc thực hiện và nhắc nhở các tổ viên giảng dạy đúng, đủ chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Không chỉ tự trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, cô giáo Hằng còn giúp đỡ những giáo viên trẻ trong khối về chuyên môn để phát huy tối đa năng lực của giáo viên. Trong 22 năm công tác thì có 15 năm liên tục chị được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Hằng của trường tộc Mỹ Lâm là một cô giáo có chuyên môn vững vàng, áp dụng những cái phương pháp mới vào trong công tác giảng dạy của nhà trường. Và đặc biệt thì cô sử dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy rất là tốt. 22 năm công tác là từng ấy thời gian cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Hằng dành trọn tình yêu, tâm huyết của mình cho sự nghiệp chồng người. Được truyền dạy những con chữ, kiến thức cho các trò nhỏ của mình là niềm vui lớn. Năm học 2017-2018, cô giáo Đỗ Thị Nguyệt Hằng vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, sáng 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Hòa giải, đối thoại tại tòa án được quy định trong dự thảo luật này là một cơ chế pháp lý mới có tính đặc thù, khác biệt so với hòa giải, đối thoại trong tố tụng do tòa án nhân dân tiến hành hoặc hòa giải, đối thoại ngoài tố tụng khác do cơ quan tổ chức cá nhân tiến hành. Tham gia góp ý vào dự thảo luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận và đánh giá cao nội dung của dự thảo luật đã đảm bảo phù hợp với các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, dự thảo luật cần có sự đồng bộ với các cơ chế chính sách về hòa giải, đối thoại đã được pháp luật quy định, tránh chồng chéo nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về hòa giải, đối thoại. Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị cần làm rõ cơ chế trả thù lao cho hòa giải viên, đối thoại viên, nguồn kinh phí dành cho những người làm công tác này được lấy từ đâu. Có như vậy mới đảm bảo tính khả thi của dự thảo luật. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để chỉnh sửa dự thảo luật nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Theo kế hoạch, trong kỳ họp tới, Quốc hội sẽ thảo luận lần đầu và đến tháng 5 năm 2020 sẽ xem xét thông qua dự thảo luật hòa giải, đối thoại tại tòa án. Ngày 14 tháng 9 tại Đà Nẵng đã diễn ra hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu Thế giới. Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì với sự tham gia của các đơn vị sơ cấp cứu tại thành phố Đà Nẵng. Với chủ đề Sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương, Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm nay hướng đến thông điệp Cấp cứu là một hành động nhân đạo, sơ cấp cứu không để ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam là một trong số các nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2018, cả nước có hơn 1 triệu trường hợp mắc tai nạn thương tích, trong đó có 9.745 trường hợp tử vong. Riêng tử vong do tai nạn giao thông chiếm đến 47,9%, tiếp theo là tai nạn do đuối nước, tai nạn lao động. Tại lễ kỷ niệm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập sơ cấp cứu nạn nhân trong tình huống tai nạn giao thông liên hoàn và các nạn nhân bị đa chấn thương. Qua đó, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho tuyến cơ sở và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cấp cứu trong phòng tránh tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 1969-2019 và 20 năm thành phố Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình. Sáng nay, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hội Người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức Festival Niềm tin và Ánh sáng lần thứ tư năm 2019. Festival được tổ chức với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về cuộc sống và khả năng của người khiếm thị.
đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân đối với người khiếm thị, tạo cơ hội để người khiếm thị giới thiệu về bản thân cũng như những hoạt động của hội người mù, tôn vinh và khẳng định những đóng góp tích cực của người khiếm thị đối với thủ đô và đất nước. Tại festival, hơn 400 người khiếm thị cùng nhau đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề an toàn giao thông cho tất cả mọi người. Ngày 13 tháng 9, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 3 nhóm tin tặc mà nước này cho là được Triều Tiên bảo trợ. Hãng tin Reuters Anh dẫn thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc cả 3 nhóm trên có liên quan đến các vụ tấn công tống tiền bằng mã độc có tên WannaCry hồi tháng 5 năm 2017 và thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Tuy nhiên, thời điểm đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ Bình Nhưỡng từng tuyên bố nhiều lần rằng nước này không dính líu đến các vụ tấn công mạng, khẳng định cáo buộc của Mỹ là hành động khiêu khích chính trị. Vụ tấn công WannaCry đã ảnh hưởng hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia. Những tác giả vụ tấn công đe dọa sẽ đánh sập hoàn toàn hệ thống máy tính bị nhiễm độc trong vòng một tuần kể từ thời điểm máy tính bị tấn công nếu không trả khoản tiền chuộc bằng tiền điện tử Bitcoin có giá trị từ 300 đến 600 USD. Ngày 13 tháng 9, Thủ tướng New Zealand đã trình Quốc hội một dự luật mới nhằm thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát súng đạn. Đây là đợt cải cách luật kiểm soát súng đạn thứ hai của New Zealand sau vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Christchurch làm 51 người thiệt mạng. Dự luật mới bao gồm việc thành lập một cơ quan đăng ký để theo dõi mọi loại súng được sở hữu hợp pháp ở New Zealand. Dự luật cũng cắt giảm thời gian gia hạn giấy phép sở hữu súng từ 10 năm xuống còn 5 năm. Khi công bố dự luật mới, ngày 13 tháng 9, bà Ardern khẳng định sở hữu một khẩu súng là một đặc quyền, không phải là một quyền, và cho rằng chính phủ có trách nhiệm khắc phục những lỗ hổng trong luật kiểm soát súng đạn. Ngoài ra, các bác sĩ sẽ phải có trách nhiệm thông báo cho cảnh sát trong trường hợp lo ngại một đối tượng nào đó không nên được cấp giấy phép sở hữu súng do mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Dự luật được thảo luận tại Quốc hội New Zealand lần đầu tiên vào ngày hôm nay 14 tháng 9 và được kỳ vọng sẽ được thông qua vào cuối năm nay. Ngày 13 tháng 9, phát biểu tại hội nghị khu vực miền Bắc ở thành phố Rotherham, vùng York, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông lạc quan một cách thận trọng về chuyến công du tới Luxembourg vào ngày 16 tháng 9 tới, gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Jean-Claude Juncker và ông Michael Barnier, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu EU về Brexit. Ông Johnson cho biết ông đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo của EU, đặc biệt là Đức và Pháp và Ireland, và đã gặt hái được nhiều tiến bộ trong các cuộc thảo luận này. Ông cho biết, tại cuộc gặp ông Juncker vào ngày 16 tháng 9 tới, hai bên sẽ thảo luận về các đề xuất mà EU và Anh đang thực hiện. Chuyến đi của ông Johnson diễn ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng nhiều nhân vật trong Đảng Liên minh Dân chủ JUP của Ireland sẵn sàng thay đổi giới hạn đỏ và chấp nhận một số quy định của EU nhằm đạt được một giải pháp cho vấn đề chốt chặn ở Ireland và dư luận kỳ vọng một sự đột phá trong vấn đề chốt chặn sẽ giúp mở khóa các cuộc đàm phán với EU. Cơ quan môi trường quốc gia Singapore xác nhận có 3 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở nước này trong năm nay. Cả 3 người đều cư trú ở cùng một khu vực. Người dân được khuyến cáo nên tiếp tục đề phòng, giữ gìn vệ sinh và loại bỏ nơi trú ngụ của muỗi. Ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Singapore được ghi nhận vào tháng 8 năm 2016. Tính đến cuối năm đó có khoảng 450 người nhiễm bệnh. 3 ca nhiễm mới là lần xuất hiện trở lại đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2017. Cơ quan môi trường Singapore đã tiến hành các hoạt động kiểm soát khu vực này kể từ khi ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện. Người dân được khuyến cáo nên tiếp tục đề phòng, giữ gìn vệ sinh và loại bỏ nơi trú ngụ của muỗi. Cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu thế giới PayPal bày tỏ quan điểm thận trọng về tương lai của đồng tiền điện tử Libra mà mạng xã hội Facebook có kế hoạch phát hành. PayPal do công ty eBay có trụ sở chính tại bang California, Mỹ quản lý. Hàng trăm tỷ USD đang được chuyển mỗi năm giữa những người di cư với người thân của mình ở quê nhà, và PayPal là một người chơi chính trong lĩnh vực này. Trước đó tháng 6 vừa qua, khi tuyên bố triển khai tiền điện tử riêng với tên gọi Libra, Facebook cam đoan rằng đồng tiền này sẽ được các tài sản thực hỗ trợ để tránh nguy cơ bị biến động giá cả mà các đồng tiền điện tử đi trước như Bitcoin gặp phải. Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết Pháp không thể cho phép sự phát triển của tiền số Libra tại châu Âu.
đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu EU nên đưa ra một bộ phận quy tắc chung để quản lý tiền ảo, điều mà đến thời điểm hiện tại chủ yếu mới chỉ được quy định ở cấp quốc gia. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp theo là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%.